Xin chào, tôi là Tình, chủ hệ thống của vua dầu dừa.com. Chúng tôi chuyên sản xuất dầu dừa nguyên chất, cung cấp sỉ và lẻ trên toàn quốc. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn thêm một cái sản phẩm mới, đặc biệt là những cái nhà mà chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng dừa. Thì quý vị, tôi sẽ xin giới thiệu cái dòng sản phẩm mới, đó là cái gáo dừa mỹ nghệ. Đây đây là cái gáo dừa mỹ nghệ ha, và cái gáo dừa này được chúng tôi trực tiếp gia công và sản xuất tại thành phố Bến Tre, tại khu vực Bến Tre. Thì chúng tôi có tất cả các loại kích cỡ, từ những quả dừa nhỏ có kích cỡ đường kính, hay gọi là cái bề hoành này nè, đường kính này từ 1 tấc mốt trở lên, tức là tấc 1, tấc 2, tấc 3, tấc 4, tấc 5, tấc rưỡi đến 1 tấc 6, thì chúng tôi đều có tất cả các loại dừa đó, và chúng tôi có thể là gia công tất cả các loại những quả dừa như thế với số lượng lớn theo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như đây trên tay tôi cầm cái sản phẩm này là tôi đang gia công cho một cái làng nghề ở Hà Nội, họ đặt hàng chúng tôi với số lượng lớn với những cái quả dừa từ 1 tấc 3 đến 1 tấc 55, thì tôi đang gia công, và đây là một cái thành phẩm mà tôi đã gia công cho một cái làng nghề ở Hà Nội đặt hàng cho chúng tôi đó. Thì với tất cả những cái khách hàng mà có nhu cầu về cái gáo dừa mỹ nghệ như thế này, hoặc là theo cái nhu cầu của khách hàng để phục vụ cho cái công việc mà sáng chế ra những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà cần đến một cái miếng gáo dừa này đây, thì chúng tôi sẽ cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Đây đây là những cái nhưng mà chúng tôi đã làm. Đây, đây tất cả một trái dừa thì chúng tôi cắt làm đôi theo yêu cầu khách hàng, có thể là cắt 5 năm, có thể là cắt 6 4 ha, để tùy thuộc vào cái sản phẩm mỹ nghệ mà khách hàng sẽ yêu cầu. Và tôi sẽ cắt vào đây, tôi sẽ lấy một chỉ lấy cái sản phẩm là cái phần ở dưới cái quả dừa thôi, còn phần ở trên thì mình không có lấy. Đây mình lấy ở bên dưới thôi. Và đây hiện tại bây giờ cái gáo dừa mà tôi đang cầm trên tay thì nó có một cái chiều rộng, chiều dài á, chiều dài của nửa quả dừa này thì nó khoảng tầm đúng 6 phân, và cái bề hoành này đây là một từ tấc 3 đến tấc 55. Thì đây là trên tay tôi cầm mẫu này, và chúng tôi nhận làm gia công số lượng lớn quanh năm cho tất cả những cái đối tác mà làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang có yêu cầu. Thì hãy trực tiếp gọi và liên hệ với chúng tôi sẽ đàm phán và sẽ cung cấp với số lượng lớn này cho quý khách hàng có nhu cầu.